Thưa cô bác, ông là uống thuốc vào đấy là cảm giác là đói hơn. Lúc qua đến mức chỉ đây vạn, đây ván cao thì chỉ phùng vàng ra. Sống vàng, phát vàng đấy. Chỉ phùng vàng ra. Thế là ông là uống, sau khi mà uống thuốc xong ấy thì là những cái bữa cơm của ông cô bác thì là ăn sẽ được được nhiều hơn, được nhiều bát hơn cô bác. Đi qua đây. Đi đây. Điểm sao quá? Điểm sao đây? Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của em Quân cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực có xuống đây thì không có bắt gặp là em Quân ở nhà cả. Thấy là một mình ông là ở phía bên này thì cháu Lực sẽ lên trên và hỏi cái sức khỏe và cái tình trạng của ông xem là sau một cái thời gian mà đi bên Lào Cai về thì ông sẽ như thế nào cô bác nhé. Cùng ăn nước vào nhà đó cùng. Đi vào nhà má cùng. Chỗ ngủ của ông là một mình ông ngủ đây. Quân sao mới thật cùng lên sao nào? Nè, chúng ta cùng lên đây cả nhá. Con trồng lên này kia nhà. Giá cũng chín nào mấy? Nước mi. Nước mi á? Nước mi độ tầm lái đi à cũng. Đây. Thế vừa rồi thì cháu được câu hỏi ông là xem là thuốc của ông thì còn nhiều hay còn ít. À, nay nước mi lái ra. Thế là còn là khá là nhiều được cô bác. Nếu mà sau này có thể là ông uống thuốc này xong, nếu mà thấy là đỡ một chút đấy, là vẫn chưa có khỏi hẳn đấy thì là tiếp tục là đi mua thuốc cho ông sau. Cơ bản phải khá là chỉnh giá nhà lên ban đầu ban nào cùng. Nó tốt giả á. Thưa cô bác, ông là uống thuốc vào đấy là cảm giác là đói hơn. Lúc qua đến mức trên đây ván cao thì chỉ phùng vàng ra. Sống vàng, phát vàng đấy. Chỉ phùng vàng ra. Thế là ông là uống, sau khi mà uống thuốc xong ấy thì là những cái bữa cơm của ông cô bác thì là ăn sẽ được nhiều hơn, được nhiều bát hơn cô bác. Đấy, ông thì vừa nói với cháu Lực rằng là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì sau khi mà đi khám và uống thuốc đấy, sức khỏe của ông thì cũng đã bình phục một chút rồi. Đấy, mong sao là khi mà ông uống thuốc hết thì cái căn bệnh của ông thì sẽ khỏi hẳn. Lúc đầu thì cũng rất là sợ là ông sẽ bị lao của bác ạ. Đấy, nhưng mà sau khi mà đi khám ấy thì bác sĩ nói là ông chỉ bị gọi là bị viêm phổi thôi. Đấy, chỉ cần là uống thuốc và điều trị thì sẽ khỏi. Quân đây bảo về huấn cũng có Quân à? Ừ, biết đầu. Quân thì vừa rồi là đi lấy củi rồi, một tí nữa cháu được xé đi sang xem là Quân lấy củi ở tận đâu các bác ạ. Đấy, chia sẻ một chút là về cái tình trạng cái sức khỏe của ông thì sau khi mà đi bệnh viện về thì đã đỡ hơn một chút nào không? Hôm ấy nữa mới lái ra cùng hôm nào? Có những hộp thì còn chưa có bóc cả của bác ạ. Này á? Tám hộp bác? Tám muối à? Thuốc ông thì còn khá là nhiều đâu cô bác. Và cũng phải răng mình nó có chúng ăn. Cái này cũng có nút chín náo rồi nè. Chẳng nấu mát, chẳng hấp mát như nó nè. Này có viên như nó. Đấy, thuốc nào thì cũng sáng một, tối một cô bác ạ. Cứ thế mà uống thôi. Này chắc phải tầm 9 tầm hứa như nào nó cũng nó đấn lên nó. Chắc phải tầm độ tháng nữa thì mới hết thuốc của ông được.
Đây không? Đây là cứ sáng một tối một là sau ăn là được rồi. Cái nó nắng cũng mà đâu. Này chẳng nở mắt nó chẳng ham mắt, chẳng nở mắt chẳng ham mắt lắm. Có bình chưa? Ừ, nhưng mà cái này lên mứ mắt, bật mắt, chẳng vắn chỉ mắt rồi nè. Cái này cho bạn, cũng là bóc cho hồ để má mới nổ. Cái thuốc thì đi mua thì người ta cũng đã viết là hướng dẫn là để ở ngoài hết rồi các bác ạ. Nó chỉ cần về mà nhìn theo là cái đơn thuốc của bác sĩ người ta kê thôi. Này, cô ngồi gió đấy này cô. Làm sao quân nhú. Làm bà chín nào, phò bà chín nào. Làm chiếc gì nào bà chín nào. Bùa. Đấy, ông với bà thì lủi hủi trong cái căn nhà nhỏ ở phía bên này. Nhà bên này là ông bà là mượn của người chú của bác ạ. Chú hàng xóm ấy, khi mà chú ấy không có ở nhà, chú hai vợ chồng để chú đi làm thuê xa rồi. Vừa rồi thì bà bảo là Quân đi lấy củi thì không biết ạ. Nhìn thấy Quân là đang lấy củi ở tận phía trên kia là cô bác này. Bây giờ mới đi lấy hay là lấy về rồi? Thế vừa rồi là Quân làm gì ấy? Vừa rồi đi xem con dê à? Cái đấy là cây chè à? À. Này Quân đi lấy củi khô là củi tươi. Đây củi tươi à? Có đấy. Thế vừa rồi. Tao ấy nắng bố mẹ thì đi làm xa hết rồi để con cho ông với lại bà chăm thôi. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà của chương trình ạ. Thử thử một quả thế này. Ê. Nè. Ê. Hồ mông lì. Sáng lẻ mông á. Mùa này là mùa cây mận thì cũng chuẩn bị được ăn rồi các bác ạ. Đỏ đỏ ăn. Cảm giác như chua chua chứ các bác. Không hề ngọt một chút nào cả. Quân đã đi sửa dây điện rồi không? Chú đường lúc đấy anh xuống. Đường trên này à? Vâng. Thế vừa rồi bảo đi lấy củi thì bây giờ đi sửa dây điện trước hay là đi lấy củi trước? Bây giờ sửa dây điện đó. Sửa dây điện trước một à? Tí về lấy củi sau. Cái sắn này lá lên rồi đây này. Vâng ạ. Hôm nọ này là em chồng hay là bà chồng? Hôm nọ là bà em chồng ạ. Bà lên với chồng à? Vâng ạ. Có cần phải lấy cột đi không? Tí lên trên kia. Xem nếu trên kia có cây thì chặt cây trên kia trống. Thank you.
chân một cây nữa mới đủ. Chắc cái này nữa là đủ rồi. Mấy cái dây điện này xuống dây điện nào là của nhà em Quân? Đây em cũng không biết dây nào là dây của em. Đây là ba nhà. Ba nhà hả? Vâng. Thế là bây giờ là mình phải chống cả ba con này lên à? Vâng. Điện này có hở chỗ nào không đấy? Tí sờ vào một tí là giật đấy. Ở trên kia kìa, ui. Thảo nào anh xuống anh nhìn thấy là dây điện rớt xuống này nhiều quá rồi. Này nếu mà có cột sắt ấy thì là cột sắt nó sẽ cột ấy. Bằng sắt thì nó sẽ được lâu hơn. Nhưng mà chỗ đất này là có phải đất của nhà Quân không? Mình để trồng cái này được không? Đây là đất của nhà mấy chú bên kia, bên này thôi. Bên này á? Nhưng mà điện ở chỗ này có bị hở chỗ nào không? Em một tí nữa cầm là không. Bây giờ nếu mà ấy Quân ạ, là đi chặt cây to. Cái cây có phải cái cây nhà Quân không? Kia không phải đâu. Phải á? Đi chặt một cây to về này, làm cột trồng ở đây luôn này. Không buộc lên. Nhưng mà dây này là không biết là dây nào, dây của nhà em à? Em không biết đâu. Không lo anh đi xuống thì anh cứ nghĩ là dây điện này là dây điện của nhà anh, nhớ là đừng để dao chạm xuống nhá. Chung là tí giật đấy. Vâng ạ. Rồi anh đưa cây cho em để em chống cây này. Vâng. Đây. Để chống chưa? Chống từ đây lên này. Chống từ đây à? Vâng. Chưa. Đi qua đây. Cái gì đây? Điều sao Quân? Điều sao này? Quân. Quân ơi. Vừa bị làm sao ấy? Hà Quân. Bị sao ấy? Em bị điện giật. Cầm đâu phải bị giật. Em cầm cái này bị giật. Rồi ngồi dậy đây. Ngồi dậy em luôn. Ôi điện. Vừa rồi có lấy dao chặt chúng này không đây? Không chặt chúng. Ôi nguy hiểm quá điện này. Anh sợ là Quân vừa rồi dùng dao chạm chúng. Từ đi. Em cũng không chạm chúng chỗ nào được. Có đi được không? Giật đâu? Thế nào? Bị đâu vừa rồi? Em chung một tay em. Tay đây à? Vâng, nó tê. Cái điện này thì rất là mạnh của bác ạ. Từ từ đã, ngồi Quân cứ ngồi nghỉ một chút đã, xong rồi để anh làm cho. Bây giờ đừng chạm vào cái dây này nữa. Được. Chắc là phải xuống dưới kia lấy cây chống lên thôi, không lấy tay cầm. Không ai tay cầm này nữa. Vâng, thì nữa. Vừa rồi Quân lại cầm phải cái dây nào bị hở? Dây này đúng không? Vâng. Dây này đúng không? Vâng. Vậy mà cái điện lưới này này cô bác này, nó còn mình cầm nó giật là nó đẩy ra ấy, nó mà hút vào thì
Đừng nhớ là cây này đang tươi nha, đừng có chạm vào cái cây kia nha. Vâng. Chạm vào dây kia nha. Đừng có chạm vào dây kia nha. Có phải chống chặt chống bên cây bên này nữa không? Cái dây này. Nhưng mà bây giờ nếu mà xem dây nào là dây của nhà em. Đây em cũng không biết dây nào đâu. Thì ba dây ở gần nhà. Từ đoạn trên kia xuống. Bây giờ nếu mà đi xem phải đi xem tận. Tận nguồn nhá. Vâng. Tận ở đầu ở nhà lên nhá. Vâng. Chặt đi một cây nữa, chống một kia nữa. Đi từ chặt. Chặt cái cây. Cái tre dưới này không được à? Cái tre này không phải của nhà em đâu. Không phải á? Vâng. Nhưng mà có cái tre to to thì có thể là chống được. Nhưng mà thôi, lấy quân vừa chặt cái này, lấy cái này đi. Vâng. Chỗ này là lên có phải chóng quân chỗ này ấy? Dạ. Chỗ này này có phải chóng không? Chắc là không cần đâu ạ. Chỗ này không cần à? Vâng. Bị điện giật là tết người luôn các bác ạ. Quân ấy, nhìn thấy quân như kiểu là bị co, như kiểu là bị co giật đấy. Anh ạ. Ôi, cây này có quả gì đây này? Quả đấy không nên ăn đâu anh. Không nên ăn à? Vâng. Có quả gì như kiểu là quả diệt quất đấy các bác này. Sao vừa rồi em không để tận ngọn ngọn như kìa? Như thế thì sợ nó thấp quá. Như thế cũng được. Ở chỗ kia một cột đúng không? Ờ, đi tít đầu kia. Bên nào ấy? Đúng rồi, chỗ đấy anh. Này luôn nhá. Vâng. Đúng được rồi. Được rồi. Vâng. Chỗ này thì người không trúng chắc không cần phải trống. Chỗ này cao rồi. Vâng. Đây anh nghĩ là cái dây ở dưới này là dây của nhà quân này nhỉ? Vâng ạ. Dây điện này thì kéo được bao nhiêu năm rồi quân dây điện đấy? Cũng kéo được chắc là tầm mười mấy năm. Mười mấy năm rồi á? Vâng. Thảo nào kéo đến mười mấy năm như này có dây điện thì có nó bị hở ấy. Giờ ra bên kia chặt bên kia một cây. Bên kia? Vâng, lấy về nhà. Một. Là lấy củi luôn ạ? Vâng ạ. Nói thì hôm nọ là quân không định tính là trồng cái gì ở chỗ này ấy? Không ạ, chỗ này hôm trước em bảo là chỗ nhà dưới không có chỗ để thả dê, em lấy về đây thả dê.
Thả bên chỗ này thì thả gì á? Vâng, thì em mới không cày. Cái dây điện của nhà Quân là dây ở giữa kia đây sao Quân ạ? Vâng ạ. Ở đây có lấy cây củ này chắc là lấy đi về nhà. Lấy về nhà đốt luôn đấy nhỉ cái này. Vâng. Cái này chặt xuống để anh nhớ. Cái cây này là cây ngứa lắm đấy Quân nhỉ cái này. Vâng, đấy là cây sơn. Cây này là cây sơn của bác này. Đợi nếu mà đụng vào là rất là ngứa. Cái Quân này vừa rồi là có cầm theo là một cái dao thôi các bác, cũng không cầm theo nhiều cái, chứ không là hai anh em cùng chặt nó nhanh rồi đánh kéo kéo thế đâu. Vâng. Đấy nhá. Đi nhá. Kéo phát lên tận đây luôn. Cây này là hôm trước lúc làm chuồng lợn em đây chặt. Vâng. Bây giờ nó khô lấy về nhà thì đun nước uống. Cái cây to kia thì một tí nữa là bác cả cây đi về luôn Quân ạ. À. Cái cây sau mộc này nó mà để khô như thế này chặt là dao nhỏ chặt rất là khó. Vẻ như là ở gần nhà Quân này nghe thấy tiếng trống ở trên trường cấp 2 kia đấy nhỉ? Vâng ạ. Chắc là trống của mấy em là... Trên kia đánh trống mà. Chắc bây giờ không có 4 giờ. Thế là bà là bây giờ là đi dọn về hưu đây nhà bà ấy. Vâng ạ.
cây này đi đem cả cái lá này đi đốt cũng thấy ác đấy. Để ngày à, mai thì ngày kia bà phải lấy về nhà nấu cắm nữa. Cái này á? Vâng. Mai thì chỉ có để trong bao tải hay là cái sọt gì thôi các bác ạ. À, bây giờ thì để em quân là em mới lấy một mình đã. Thật lực cũng có một cái dao thì ra là bà cũng không biết là hộ em quân là kiểu gì cả các bác ạ. Cái to ấy để tí muộn một tí nữa anh vác đi. Mỗi người vác một cái. Được rồi anh ạ. Hả? Được rồi. Chưa. Cô nên lấy cái cây nhỏ đi để anh cái to để anh vác thôi. Đi xuống nhà ấy, nói chuyện với lại ông ấy thì là thấy là sức khỏe của ông là ông bảo là uống thuốc ấy thì dần dần là đỡ rồi đấy. Quân cứ là theo dõi ông là xem là sức khỏe của ông như thế nào nhá. Vâng ạ. Thì bảo anh nhá. Vâng ạ. Đây thì bác sĩ có bảo là trước có bảo cho được cô bác sau một tháng thì là sẽ lại đưa ông đi khám thêm một lần nữa xem là cái kết quả của ông thì đỡ chưa. Bác khỏi hẳn, bác khỏi chưa cô bác? Thì trước em chặt để thêm một cây sữa. Cái đấy lăn được về không? Có. Không vì lấy cây nhỏ đấy xong rồi bỏ cái cây to lấy cái to này đi. Vâng. To cái kia nó khô rồi anh thấy. Vâng. Em cũng chặt lâu rồi. Lâu rồi. Vâng. Bây giờ đi xuống đường dưới luôn này. Vâng. Cái này thì về nhà thì ông mới cưa cưa đôi nhỉ. Ôi. Vâng ạ. Xuống đường nhà của bác luôn à? Vâng ạ. Nhà bác có chó không đấy? Nhà bác không có đâu. Không có chó đâu. Vâng, hôm trước có con bác bán rồi. Mực cao này à anh à, ấn nồ, mực cao này à. Mực cao này à. Ây. Nhớ. Bà đi à. Lại chuẩn bị đi lấy củi sao ấy nhỉ? Vâng ạ. Thế là cầm theo là một cái dây nhỏ nhỏ. Lại cái bao nữa. Thật nha. Vâng ạ. Vứt đây luôn à? Vâng. Thế là ông... Ồ, ông ấy nữa, phô.
Thế bà là cũng chuẩn bị lên trên lấy cái củi mà vừa rồi mà cho lực với lại em Quân chặt đấy cô bác, để mà đem ra cắm lợn. Thôi bò con này bây giờ to hơn hẳn rồi nhờ. Vâng ạ. Anh có nhà ông nữa. Mày cất dao đi. Vâng ạ. Ông thì chắc là cũng đi lấy củi, đi lấy cỏ hết rồi cô bác ạ. Rồi vừa rồi cháu được xuống thì còn có ông ở nhà. Cái nhà tắm của Quân thì hình như là rách hết rồi. Vâng ạ. Hôm trước mưa to quá với lại có gió thì nó mọt xong gió to nó rách rồi. Đúng rồi, bạt này thì cũng lâu quá rồi đấy. Làm là chất lượng tầm là được ít nhất là được tầm sắp gần 2 tháng. Ui. Từ trước Tết cơ mà. Bây giờ đến tháng 5 rồi. Thì cũng được nhiều. Tầm độ tháng 11, tháng 12 cháu được xuống làm hay sao đấy cô bác ạ. Cái vừa rồi thì Quân có đi sửa điện đấy, xem là lần sau đi sửa điện nhá. Vâng ạ. Tìm cái bao tay bằng ni lông ấy, cái bao tay mà hôm nào mà em vắt mật ong ấy. Vâng ạ. Tìm cái bao tay đấy thì để mà đi cầm nhá. Không rất là nguy hiểm, nhìn thấy là điện giật thế này là không cẩn thận là có thể là dẫn đến là chết người luôn đấy. Vâng ạ. Lúc đấy em bảo lên trên kia lấy củi, xong nếu mà bác không nói em không đi sửa đâu. Nếu mà em đi sửa em lấy cái bao tay thì đi. Mẹ bẻ cho nó gọn gàng một chút này. Vâng ạ. Bây giờ lớn rồi, cách ăn mặc thì cái nào mà mặc đi làm thì là mặc đi làm, còn cái nào mặc ở nhà thì là mặc ở nhà nhá. Vâng ạ. Thế làm sao mà cho nó mặc gọn gàng một chút. Vâng. Còn áo thì có phải là các em không có đâu. Vâng. Đúng không? Hay đừng ăn mặc là lộn xộn khi mà ghi hình lên thì nhìn trong nó không ra một cái gì cả đấy. Vâng. Lúc mà các em chưa có thì anh không biết là nói, nhưng mà đến lúc các em nó có thì các em là phải biết là sắp xếp đồ quần áo để mặc nhá. Vâng. Đấy, lớn rồi đừng để không như bé Hiếu là phải nhắc mới mặc hay là như nào nữa. Vâng. Đấy, còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được ghi hình ở đây thôi các bác, và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và một lần nữa thì cảm ơn các bác trong thời gian qua đã luôn luôn yêu quý tới cháu Lực với lại em Quân. Ở đây thì hiện tại các bác, cái phần kinh phí của nhà em Quân ấy thì cháu Đức cũng đã nói lên trên video rất là nhiều lần rồi. Đấy, cũng có rất là nhiều các bác cũng có mong muốn là giúp cho em Quân làm một cái ngôi nhà đấy các bác. Cháu Đức hiện tại thì có 12.000 người các bác là đang ủng hộ và theo dõi cháu Đức. Thì cháu Đức cũng không có dám là mong sao cao sang hay là giúp đỡ em Quân sau này sẽ có một cái cơ ngơi hay là biệt phủ như nào cả. Chỉ mong muốn là giúp cho em Quân là có một cái ngôi nhà khang trang, che nắng che mưa để ở một chút cô bác ạ. Mặc dù là Quân là vẫn có ngôi nhà rồi, nhưng mà ngôi nhà khi mà bố Quân làm ấy là chưa có được hoàn thiện cả. Bây giờ để mà sửa lại đấy thì không có biết là sửa như thế nào, tại vì cây gớ ra là nó mọt rất là nhiều và mình phải đi mua gỗ. Thì đội làm gỗ nhà ấy, cây nào mình tìm được chỗ nào mà uy tín mua gỗ ấy thì độ chắc là được tầm độ là 3-40 năm đấy. Nhưng mà nếu mà có đủ kinh phí để làm một cái ngôi nhà xây thì không hẳn là được 3-40 năm đâu, mà có thể là được cả cuộc đời của em Quân, đến sau này đến đời con của em Quân đó chẳng hạn. 12.000 người cô bác thì cho cháu Lực xin mỗi người là 100 hay là 200.000 thôi để ủng hộ cho em Quân, để cho Quân hoàn thiện cái ước mơ và cái ngôi nhà của em Quân một chút cô bác nhá. Cháu Lực cũng biết là đồng tiền của bác kiếm nó rất là khó. Cháu Lực cũng không có dám mong sao là giúp cho em Quân làm nhà xong, hay giúp cho em Quân làm nhà xong lại giúp cho em Quân là làm thêm những cái khác. Thì cái đấy thì cháu Lực chưa dám nói. Trước mắt hiện tại thì sẽ cố gắng là giúp đỡ cho em Quân làm một cái ngôi nhà một chút cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại
và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.